Rồi mình hướng dẫn với bạn xem cái nụ mai vàng ngày 22 Tết mình như thế nào là đạt nha. Như vậy là trễ nha cả nhà. 22 mà vậy là trễ nha. Còn như vậy là sớm nha cả nhà. 22 mà nụ nó bự về là sớm nha, nở sớm nha. Cái cây này là nó sẽ nở full bông là 20 27 28 là nó nở full bông rồi cả nhà. Còn cái cây này là nở chững nè cả nhà. 22 mà cả nhà thấy nó vừa tróc vỏ trấu vậy nè. Đó cả nhà. Nó vừa tróc vỏ trấu và là ok nha. Là cây này là nó sẽ nở full bông vào 29 30 Tết nha. Rồi cả nhà coi tham khảo nha. Nếu mà nở sớm thì mình đem vô mát mình để mình tưới nước nhiều. Còn hả nhỡ nở trễ thì mình tưới thuốc kích rễ vô nha cả nhà. Còn há nở chỉnh rồi thì thôi, tưới nước bình thường.